Xin chào quý vị và các bạn. Đây là bầu trời thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ. Bầu trời nhiều mây, âm u, mưa nhỏ, mưa phùn xuất hiện cả ngày. Tuy trạng thái ấm ẩm và mưa phùn này mang lại rất nhiều bất lợi khi tầm nhìn hạn chế, đường xá, nhà cửa ẩm ướt, nhưng trạng thái này lại phù hợp với quy luật hàng năm. Nguyên nhân gây ra thời tiết này là do ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm của rìa phía tây nam khối không khí lạnh suy yếu. Trong đêm nay và ngày mai, gió đông nam vẫn hoạt động mạnh, vì vậy tình trạng nhiều mây, sương mù và mưa nhỏ vẫn sẽ duy trì ở phía Đông Bắc Bộ trong đêm nay và cả sáng mai. Sang ngày mai phải đến chiều thì mưa sẽ giảm dần, trời quang mây và hửng sáng hơn với mưa giảm, đôi lúc hửng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai tại phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội là từ 25 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ sẽ cao hơn ở mức từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo xa hơn, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ấm và ẩm cho đến ngày 20 tháng 3. Phải từ đêm 20 sang ngày 21 thì một khối không khí lạnh từ phía Bắc có khả năng sẽ di chuyển xuống, gây mưa và khiến cho nền nhiệt ở Bắc Bộ nhanh chóng giảm xuống, trời chuyển mưa rét. Trái ngược với trạng thái ấm và ẩm tại miền Bắc thì ở phía Nam nước ta, thời tiết vẫn đang duy trì chuỗi ngày khô nóng. Khu vực Nam Bộ vẫn là nơi nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất trên cả nước với nhiệt độ trưa chiều từ 31 đến 34 độ. Miền Đông duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Thời tiết nắng nhiều, nhiệt cao khiến cho chỉ số tia cực tím tăng lên ở mức cảnh báo cao, gây hại cho mắt và da. Ngoài ra, do trời nắng nóng kéo dài nên không khí tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều khô nóng, nhất là vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn là rất cao. Quý vị cần hết sức thận trọng, tránh để xảy ra cháy nổ gây nguy hiểm. Trên biển, cả ba vùng Bắc, giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục thịnh hành gió Đông Bắc đến Đông nhưng cường độ thì không quá mạnh, chỉ ở mức cấp 4 cho đến cấp 5. Vì thế không nơi nào có tình trạng sóng cao biển động. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 16 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.